Việc chào quý vị và các bạn thân mến. Việc mới về được hai đôi dép và một bộ phận tân. Thì đồ linh tinh lang thang thôi quý vị và các bạn. Việc chào quý vị và các bạn thân mến. Việc mới về được 3 món đồ, một bộ phận tân và hai đôi lô dép. Việc sẽ quay chi tiết và báo giá đến quý vị và các bạn. Thì quý vị và các bạn nào có nhu cầu thì liên hệ 0963 72 1519, và quý vị và các bạn nào chuyển khoản trước thì việc bán trước nha, việc xin phép không chờ không đợi. Đây thì những cái món đồ linh tinh thôi, về quý vị và các bạn độ chế hoặc là quý vị và các bạn thay vào những cái loa nhà quý vị và các bạn mà đã bị hư chép hay là đã bị hư phân tần thì mình thay vào. Rồi đầu tiên thì việc chia sẻ đến quý vị và các bạn một cái cặp chép còi của Sansui. Siêu chép. Cái còi này nó có chiều ngang là 15 và chiều cao thì nó 8,5 đó. Chiều sâu của còi này thì nó khoảng 10. Thì cái còi này là từ Anico, từ móng ngựa quý vị và các bạn. Đó, đặc biệt là những cái dòng loa nào mà từ móng ngựa, âm thanh của nó cũng hay hết quý vị. Còi này còi gang nha, rất nặng luôn quý vị. Đây. Còi gang sexy vàng tươi nha, 16 ohm. Những cái còi 16 ohm thì quý vị hoặc bạn biết tiếng nó rồi, khỏi chê rồi. Đó. Còi gang từ móng ngựa nè, từ Anico đó. Thì đây việc cắt dây nè, quý vị hoặc bạn zin nguyên bản nha. Nguyên bản còi này rất là nặng á. Còi cầm rất là nặng tay luôn. Đó. Rồi, cái cặp còi này đây, ở mặt phía trước của nó như vậy nè quý vị, đó. Bảo đảm zin cho quý vị. Tiếng kêu rất là hay luôn, cặp còi này tiếng kêu là tuyệt vời rồi. 3 triệu 500 nghìn đồng đã bao gồm phí vận chuyển đến tận nơi, cái cặp còi Sansui 16 ohm. Rồi, tiếp ở đây là một cặp còi này thì thương hiệu này đến từ Anh Quốc, việc bán rất là nhiều còi này rồi. Hôm nay về được một cặp nữa. 8 lỗ còi gang rất là nặng nha, 8 lỗ ngang là 10 12,5 gần 13, cao là 9, chiều sâu của nó thì khoảng 9. Còi gang 8 lỗ, còi này rất là khó kiếm nha quý vị, mấy còi 8 lỗ nè. Đó, bên đây thì nó do để dưới đất á, nó cà cà cái nó bay mất chữ rồi. Đây cái thương hiệu của nó nè quý vị và các bạn, đây cầu này kêu rất là hay, thương hiệu đến từ Anh, zin nguyên bản, giá 4 triệu đồng, rất là nặng nha, rất đẹp quý vị, để trưng bày nhìn thôi cũng đã nữa. Rồi ở đây việc có một bộ phân tần của Sansui, một bộ phân tần của Sansui thì cái bộ này á, cái nó khá là lớn nha, 24 20 đó, thì bộ này khá là lớn và bộ phân tần này thì zin nguyên bản 100%, chưa có đụng chạm sửa chữa, dây đồ còn nguyên hết đó. Thì cái thông số kỹ thuật của nó ở phía sau là ba quay 5 speaker, một bát 32 đổ về và hai chung hai chép. Thì ở đây á, nó có là cái phân tần này nó hay được con cái là quý vị hoặc bạn có thể đánh chép riêng một âm ly nè, lo chung riêng một âm ly nè, bát riêng một âm ly nè. Thì ở đây quý vị điều chỉnh nó trên hai cái volume này, nếu mà muốn đánh 3 âm ly thì chúng ta vặn về cái hướng 3 âm ly nè, 2 âm ly nè, hoặc là quý vị đánh một âm ly là full, thì tùy quý vị hoặc bạn. Cái bộ này quý vị hoặc bạn độ chế rất là hay luôn, rất là đã luôn đó. Đó. Rồi bộ này giá 1 triệu 600 nghìn đồng đã bao gồm phí ship. Rồi, việc xin chào quý vị và các bạn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau.